Một điều quý phụ huynh và thầy cô quan tâm đó là khi nhìn thẳng vào mắt các trẻ thì có lây viêm kết mạc hay không. Xin thưa, nhìn thẳng vào mắt của người khác dù họ đang đau mắt đỏ thì cũng không lây bệnh, bởi vì đây là chủng lây qua đường hô hấp và đặc biệt là lây qua dịch tiết. Thế thì làm sao để chúng ta hạn chế tiếp xúc với dịch tiết của người khác? Thì tốt nhất đó là khi phát hiện một số trẻ có vấn đề viêm hô hấp, viêm mắt đỏ thì chúng ta sẽ hướng cho trẻ mang khẩu trang phòng bệnh, tăng cường vệ sinh tay trong trường học, cơ quan để hạn chế việc lây lan. Đó là cách dự phòng tốt nhất ạ. Một ý cuối thì chúng ta xử trí đau mắt đỏ như thế nào? Nếu mình đã phát hiện bản thân có hiện tượng đau mắt đỏ thì chúng ta nên tự cách ly ở nhà, nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe. Chúng ta cũng có thể vận động hợp lý. Lưu ý là chúng ta chỉ dùng nước muối sinh lý để rửa mắt, vệ sinh mắt hàng ngày. Đối với trẻ nhỏ thì cần sự hỗ trợ của gia đình, do đó gia đình sẽ hỗ trợ bé trong việc nhỏ thuốc, vệ sinh mắt. Chúng ta lưu ý có thể dùng thêm kháng sinh để nhỏ mắt, dự phòng nhiễm trùng. Tuy nhiên chúng ta không được dùng những điều có yếu tố dân gian tác động trực tiếp vào mắt. Ví dụ như là nặng chanh, hay là đắp lá cây, hay là sữa mẹ, nước tiểu như một số lời đồn, thì điều đó chống tuyệt đối. Và chúng ta cũng hạn chế sử dụng thuốc corticoid, đặc biệt là corticoid là hiện đang bán rất nhiều ở thị trường. Tuy nhiên chúng ta không nên dùng trong trường hợp đau mắt đỏ, bởi vì rất là khó kiểm soát và dễ diễn tiến nặng. Trẻ sẽ dẫn đến là viêm giác mạc, có giả mạc nguy hiểm đến mắt và gây lại những biến chứng lâu dài về sau. Xin đôi điều cùng với cả nhà một số điều về vấn đề đau mắt đỏ hiện nay. Nếu gia đình có thắc mắc, có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu và có thể nhắn tin vào phía bên dưới. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc chăm sóc mắt, bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Xin trân trọng cảm ơn.